Hello, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Chop Quốc Vlog. Hôm nay mình xin giới thiệu đến tất cả các bạn. Đây là chú chó Phú Quốc được vện vện sáng nha. Này, mình đã chuyển nhượng cho một anh bạn ở ngoài Hải Dương. Chiều nay là mình sẽ chuyển đi nha. Hiện tại thì chú chó này hơi mập, thừa cân một tí xíu. Thì cũng không sao, vì chó phối thì mình có thể cho nó mập một chút. Thì nếu như mà mình không có muốn cho nó lên cân mập thì mình cho nó chạy hoặc là giảm ăn đi chút xíu là nó sẽ xuống ha. Vì chú chó này thì nó có cái khung dáng sẵn rồi. Này, các bạn sẽ thấy là ngực rất là sâu. Đấy, ngực rất là sâu, eo thon này, bi cà đầy đủ ha. Mắt viền đen rất là đậm, mắt đỏ luôn nha. Vì hôm nay không có nắng cho nên là anh sẽ không thấy rõ được cái mắt đỏ của nó. Nắng lên thì nó sẽ đỏ. Cung vuông, mặt mũi rất là ok luôn ha. Xoáy kiếm đây, các bạn thấy xoáy kiếm này. Đó, xoáy kiếm rất là đẹp. Mà có nhu cầu sau này mà phối giống ở khu vực phía Bắc thì liên hệ với lại chú Thớt nhé. Mình sẽ chuyển nhượng cho em này. Em này là hậu duệ của cu đen nhé. Hậu duệ cu đen, một chú chó được giống của mình, hiện tại mình cũng đang sở hữu. Đây, nói đến cu đen thì cho các bạn xem, đây là cu đen nhé. Cu đen có cặp mắt rất là tuyệt vời, xoáy kiếm dài. Đấy. Mặt hơi đen tí xíu nhưng không sao, thì nó làm tô vẽ thêm cái cặp mắt. Cặp mắt y chang như mắt cáo nhé. Đấy, cặp mắt y chang như mắt cáo. Đấy, em rất là ngoan ha, thân thiện, ngoan, chân trụm nhỏ, thần kinh rất là tốt, đuôi cung khung vuông nhé. Tướng nằm rất đẹp. Đấy, tướng nằm của một chiến binh sẵn sàng bồ mồi đấy nhé. Đấy, các bạn xem tướng nằm rất là đẹp. Còn đây là xin giới thiệu sơ qua với các bạn bầy chó Phú Quốc con. Bầy chó Phú Quốc con nhé. Đây là sinh ngày 15 và ngày 18, đây là 2 bầy, ngày 15 và ngày 18. Đây, một viện đực. Một viện đực. Một viện đực là hậu duệ cu tèo cháu cu đen. Rất đẹp. Đây các bạn xem. Rất đẹp, rất ok luôn. Một viện đực này. Hai viện đực này. Xoáy kiếm này. Đấy. Xoáy kiếm dài từ vai trước qua vai sau luôn. Đấy, rất là đẹp nha. Xoáy dựng đứng này. Đây, các bạn xem này. Đấy, xoáy dựng đứng này. Rất là bụ bẩm. Mỏm thắt bé xíu này. Đấy, mỏm thắt bé xíu này. Mắt viền đen đậm này. Nhỏ mà đã lên hết tất cả rồi nhá. Thấy rất là rõ rồi. Ú nù luôn. Các bạn xem. Ú nù luôn này. Rất là tuyệt vời. Mắt vàng đồng nha. Mắt vàng đồng nha các bạn. Này, cặp mắt vàng đồng nha. Giống tương lai đấy. Những con giống tương lai này. Mắt vàng đồng rất đẹp. À, cho các bạn xem mắt vàng đồng rất là đẹp nhé. Em này cũng là xoáy kiếm này, có hai xoáy nhỏ đóng hai bên này. Vện rất đẹp, vện hổ đều hai bên này. Các bạn xem nhé, vện hổ đều hai bên này. Rất là tuyệt vời. Nhỏ mới mới sinh được 20 ngày thôi,
mà mắt đã lên màu rồi này, vì là từ cha, từ ông tới cha tới con đều là có những cặp mắt rất là đẹp, rất là chuẩn. Tèo, còn đây là em cái vàng, cái vàng má bạc nha, cái vàng má bạc rất đẹp này. Cái vàng má bạc lưỡi đen này, với 20 ngày mà lưỡi đen này. Đấy, các bạn thấy không, lưỡi đen gần hết này, 20 ngày mà lưỡi đen gần hết rồi. Mắt viền đen đậm này. Mắt viền đen đậm này rất là nhìn cái vàng rất là đẹp này. Rất là chuẩn này. Cặp mắt cũng vàng đồng luôn này, rất là tương lai nha các bạn. Những con giống rất chất lượng, xoáy này. Đấy, chất lông hai lớp, chất lông hai lớp, đây là đực vàng, đực vàng xoáy kiếm này, đực vàng bò nha, xoáy kiếm nha, mắt này nhìn rất là hung dữ luôn, cặp mắt xích về phía sau này nhìn rất là hung dữ, rất là đẹp luôn nha. Đây là một em đực vện, nhưng mà rất tiếc là lại là nhạc không lời nha các bạn. Rất tiếc là nhạc không lời này, không có xoáy. Nó là một cái dạng gen ẩn nha các bạn, không xoáy. Má bạc rất là đẹp, mắt vàng đồng luôn, mắt vàng đồng luôn. Lưỡi đốm, em này thì lưỡi chưa lên đốm, chưa lên đốm, mới đốm có tí xíu thôi, tốn tí xíu bên trong thôi. Rất là tiếc là em lại rất xoáy nhá. Vện vàng cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà lại rất xoáy mất. Má bạc này rất đẹp luôn, mới bằng xíu mà người rất là dài này. Các bạn xem này, người rất là dài, ngực đang lên này. Đảm bảo luôn con này sau này lớn lên ngực nở eo thon, người dài cực kỳ đẹp nhá, cực kỳ chất luôn. Bầy này mình bị rất xoáy mất hai con. Đây, đực vàng này. Đực vàng này cũng vậy luôn, đực vàng má bạc luôn. Rất xoáy này. Trong nhân giống chuyện rất xoáy là bình thường nha các bạn. Rất xoáy là bình thường. Chó Phú Quốc rất xoáy. Khi chó Phú Quốc này hai con rất xoáy với nhau thì có phối ra cũng tỷ lệ là 50-50 nhá. Có thể 50 có xoáy, 50 không xoáy, bình thường nhá. Không có gì là hoàn hảo 100% đâu các bạn. Yeah. Đây là một em cái vàng này, vàng kem này, xoáy kiếm, nhưng mà là xoáy kiếm to này, đều hai bên này các bạn, gì đó. Mắt viền đen rất là đá luôn, lưỡi đốm nhiều lắm, lưỡi đốm nhiều cực kỳ luôn, lưỡi đốm rất là nhiều, khả năng là đen tới 90%, sắc tố đen này, rất là tuyệt vời. Thường thường thì mình hay phơi nắng cho nó một chút. Hôm nay thì không có nắng nhiều lắm, phơi nắng cho một chút để nhanh lên hấp thu canxi, nhanh lên tai nhé. Chó con thì mình cần chăm sóc cho nó kỹ thì nó mới nhanh lớn được. Và lên tai nhanh thì nhìn con chó rất là chất. Như con bé này là 15 ngày, sinh ngày 18 thì tới bây giờ là 22 ngày rồi, 18 tháng 10, 22 ngày rồi, ú nù luôn, chó rất đẹp, nhìn ú nù luôn. Đấy, nếu mà anh em mà có nhu cầu về sở hữu con giống thì cứ liên hệ với mình nha, mình sẽ cung cấp cho anh em những con giống chất lượng. Và mình xin nói thêm là giá thì không hề rẻ nhé, giá với những con giống chất lượng thì không hề rẻ đâu các bạn. Đấy. Các bạn nhớ xem video thì mình nên chịu khó xem hết. Nó chỉ có khoảng chừng 5 đến 10 phút thôi. Các bạn xem kỹ thì mới tìm được những con giống chất lượng và ưng ý nhá. Đây, các bạn xem. Ú nù luôn. Vện rất đẹp này. Đấy. Hai đực vện rất đẹp. Vện này đang lên tai này. Đấy, đang chuẩn bị lên tai, thấy nhú nhú lên rồi. Từ góc tai nó nhú lên là dần dần nó sẽ lên rất là nhanh. Đấy, mình sẽ cập nhật video liên tục để cho các bạn xem này nhá.
Nếu như anh em nào có nhu cầu mà sở hữu con giống chất lượng thì nhanh tay cọc cho mình để giữ chỗ nhé. Đây có hai đực vện, một đực vàng. Hai đực vện, một đực vàng. Một đực vện rất xoáy và một đực vàng rất xoáy. Còn hai cái vàng lấy đen. Đấy, hàng rất là chất lượng nha. Và đây, xin giới thiệu thêm với anh em nữa là mình cũng đang cần tìm nhà mới cho em đực vện này. Đực vện này, với lại em đực đen tuyền lưới đen này, móng đen này, mắt vàng này, mắt hổ phách này. Đảm bảo với các bạn luôn. Nếu sau này lớn lên mà mắt nó không ra màu hổ phách cứ trả lại cho mình nhé. Đấy. Mình đang chuyển nhượng em đực vện giống này, mặt cáo này. Mặt cáo mà mắt đỏ này. Và một em đang nằm ngủ trong kia nữa nhé các bạn nhé. Đây các bạn cứ xem video nhé. Nếu như các bạn có nhu cầu về con giống thì xem kỹ video từ đầu đến cuối và liên hệ với mình. Hôm nay mình làm video này là cũng mục đích là đăng lên để làm kỷ niệm cho đực vện của trại mình chuyển ra ngoài Hải Dương. Để làm phối thủ Hải Dương cho một bạn vui chơi thôi. Thì đực này thần kinh rất là tốt, sức khỏe ok luôn. Sức khỏe ok, thần kinh tốt. Hy vọng con ra ngoài đó đi tàu sẽ ra ngoài sẽ phát huy tốt được cái tính năng của mình nha. Cái tính tốt, tính ngoan của mình nha. Hơi mập nhưng mà không có dư một chút da mép nào. Gò má rất là căng nha. Không dư một chút da mép nào, không dư một chút da cổ nào này. Các bạn thấy, một con giống rất chất lượng. Này. Các bạn cứ yên tâm, nếu mà đã mua cho giống ở trại mình thì có đắt sắt ra miếng nha các bạn. Các bạn đừng có nghĩ rằng mình thuốc các bạn về giá hay cái này kia. Chơi cũng đúng chất nhé. Vì mình đầu tư con giống cũng rất là chất lượng, không để cho các bạn thiệt. Đã chơi là chất nhé. Giống như các bạn chơi hàng hiệu ấy. Đã chấp nhận chơi là chấp nhận bỏ tiền ra mua những hàng chất lượng ha. Đây, đực đen, đen tuyền lưới đen nhé các bạn. Xoáy kiếm dài cực đỉnh luôn. Mình không có thường xuyên có hàng hàng đen lưới đen đâu, vì lâu lâu mới có thôi. Lâu lâu mới có thôi chứ không có thường xuyên đâu các bạn. Đó, mình đảm bảo với các bạn luôn. À, rất là tuyệt vời nha. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh nhé, nhớ đăng ký kênh nha các bạn. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.